chiếc của bang Arizona. Tôi quay một cái đoạn trên nơi này cho các bạn xem nha. Cực kỳ xa lưng mình là những người đang cởi cửa ở đó. Nơi này có cởi cửa và có những cái ngôi nhà ma, cũng như là những cái ngôi nhà giống như cái dùng khách sạn đó. Cả bọn khách sạn. Rồi, mình sẽ quay lại cái màn hình cho các bạn xem cho kỹ nha. Các bạn thấy không, cái núi cũng rất là mà ngoài. Rồi đây có một cái đường gầy xe lửa. Đường gầy xe lửa rất là cổ xưa. Rất là ma quái. Mời chúng ta để tham quan nhà này, cái nhà thành phố mà này. Đây, mình đi lên trong nha. Có gì ma quái.